Em anh buồn nhớ em quá trời ơi. Bác đây. Nói gì chứ tôi có mép đâu mà ông sợ. Tao hiểu chưa mày cái ba to bây giờ. Đỡ. Đâu có mép. Để ra khóa cửa lại chắc ăn. Hồi nãy ông Tham có tới đây được. Ông Tham sự hả? Hồi chiều anh mới biếu anh một ký bom nè. Một lần nữa cho thêm ký nho nữa. Ông vừa mới giúp anh trúng cà phê nên anh đền ơn ông mấy chục ngàn với cái radio. Mà cái radio đó cũng đáng mấy chục ngàn nữa đó anh em. Ông có nói với em điều đó không? Không. Nhưng ông có nói ông mua đem biếu cho tôi một ký nho, hai ký bom và cái radio 20-30 ngàn gì đó. Bom nho còn nằm trên buffet kìa. À. Còn cái radio đó, ông còn ký cho tôi cái set 10 ngàn nữa. À, 10 ngàn? Mà sao ông Tham không tốt với em quá vậy? Ủa sao em cười? Còn cái buffet này ở đâu vậy em? Có ông Cẩm Phát đem tới đó. Trời ơi, còn cái tủ lạnh nữa. Có ông Diệp Dương đem tới đó. Còn ở trong kia kìa, cái tủ áo đó là của ông Liên Túc đem tới. Nhiều người đã tới quá ha. Có 2 tháng anh không tới thăm em mà cái phòng này nó thay đổi nhiều quá. Mấy anh bạn già của anh tốt hết chỗ chê. Lợi dụng lúc anh bê bối tới đây để mình nâng đỡ em á. Thôi thôi đi ông ơi, ông đừng có đóng kịch nữa. Tôi hiểu ông nhiều quá rồi. Chính ông đã trao chìa khóa phòng này để mấy ông truyền tay nhau tới đây lộn xộn với tôi. Rõ ràng quá rồi. Tôi phải nghe lời của ông cảnh sát trưởng mới được. Ủa, em có gặp ông cảnh sát trưởng à? Tài xế của ông đưa thơ mời tôi tới hồi sáng này nè. Mời em lại cảnh sát cuộc? Không, đến nhà của ông ấy đó. Để làm gì? Để khuyên tôi là phải xa ông. Ồ, tại sao lại có chuyện đó? Ờ thì tại gì? Tại vì bà Sang vợ của ông đã thưa tôi tội dụ dỗ ông, lợi dụng ông. Lão lão, anh nói cho nghe, chính vợ của anh mới là kẻ phá vỡ gia đình. Phải chi bản của đức độ của người vợ hiền, phục vụ cho chồng không đam mê bài bạc, biết nấy gì bè bạn với người thân, không xe thua học đòi sang trọng, thì đời của anh đâu trở thành bất hạnh. Ôm đau buồn suốt tháng quanh năm. Đó là chuyện riêng của ông, sao trước tôi ông lại bực bội? Ông hãy về nhà vợ của ông mà ông hằng không. Còn tôi là một cô gái điên rồ và ngu ngốc, từng nghe ông nhiều rồi, bây giờ tôi đã không muốn nghe. Nhưng mà em ơi, thân thể của anh hiện giờ như bộ quán và đơn đập giữa phong ba. Anh tìm lại em để hối hận vô bờ và rước em về sống đến ngày bắt bạc răng rụng. Bây giờ thì đầu ông cũng đã bạc, răng ông cũng toàn là răng giả không à. Vậy mà ông còn đòi sống đến tóc bạc răng rụng. Tới cái nào nữa? Ông nói tôi nghe coi. Tóc bạc thì mình nhuộm mấy hồi em. Em nhìn anh coi nè. Trời đất ơi, thấy chuẩn không? Trời anh còn mạnh lắm em ơi. Anh còn khỏe lắm. Anh còn sống được ít lắm cũng phải là 50-60 tuổi nữa. Nếu anh không có người vợ như em, nói thiệt. Nghe ông cảnh sát trưởng nói, tôi có cảm tưởng là vợ của ông sẽ đến đây làm nhục tôi đó. Ông về đi, để cho tôi được yên thân. Hòa, em chưa có lo. Nếu xảy ra việc đó thì là một dịp may để chúng ta chính thức là vợ là chồng. Còn vợ của ông để cho ai? Thầy bói nói bà chừng tháng nữa chết. Mà nếu bà không chết thì anh sẽ để cho bà ở dành riêng. Anh cấp dưỡng hàng tháng cho bà. Nè nè, tôi báo tin cho ông biết. Hôm nay tôi tới đây để thu xếp đồ đạc mà thôi. Kể từ ngày mai, tôi sẽ vĩnh viễn không trở lại căn phòng này nữa. Kìa em Thoa, sao em lại có ý định đó hả? Ông hãy về đi, đừng có để vợ ông tới đây là bất tiện lắm đó. Không có gì là bất tiện cả mà. Em ơi, vợ anh không bao giờ tới đây đâu. Bà ấy sẽ tới đây, không chừng sẽ có thừa phát lại về cảnh sát nữa đó. Em đã lỡ yêu em rồi, dùng xe 10 bánh cán anh cũng không sợ nữa nói với cảnh sát. Bởi vì... Ê. Chà, chắc ông Liên Túc tới mà. Vô đại đi cha nội, diễn cái trò cũ hoài chán quá, vô đi cha nội. Đúng rồi, cảnh sát. À, không.
cẩm phá tư nữa. Cha đâu giỡn hoài làm hết hồn với chứ à. Mở cửa vô đại cho tôi. Mở cửa. Chúng tôi là cảnh sát. Chủ nhà mở cửa cho chúng tôi kiểm tra tờ khai gia đình. Chết mẹ để coi. Trời cảnh sát thiệt rồi em ơi. Đau quá em ơi, làm sao bây giờ em. Thì ông cứ mở cửa cho nhà chức trách người ta vô. Đâu có được, mình ở phòng này là ở lộng rồi. Đâu có giấy tờ vướng, mà cũng đâu có tờ khai gia đình, lỡ kẹt thì sao? Mở cửa, cảnh sát xếp phòng. Mở cửa. Em mở cửa nói sao, nói cho anh trốn mà. Vợ tôi hả? Trời ơi, chắc không đâu, bà tới đây càng chết tôi nữa. Thôi, chết anh rồi thôi, anh trốn nè. Mở cửa, đó, đó. Trời ơi, cái con này mày rước chồng bà nha, bà xé xác mày ra nha. Trời ơi, bà xé xác mày. Bà không được quyền đụng chạm tới con này. Tại sao không được quyền đụng chạm hả? Tại vì có sự có mặt của chúng tôi, mọi việc phải để pháp luật phân xử. Ông thừa phát lại đâu? Ông thừa phát lại. Trời ơi, ông trốn đâu rồi, ông ơi. Trời ơi, đây rồi, trời ơi, đây rồi, trời ơi. Ra đây nó, ông thừa phát lại. Dạ, tôi đâu phải thừa phát lại, bà ơi, tôi là chồng của bà đấy, bà lộn rồi. Lộn hả? Lộn mẹ. Ông thừa phát lại đã đó. Dạ. Cô vui lòng cho tôi mượn thẻ căn cước. Tên cô đẹp quá ha, Lê Thị Trường An.